Phi hành gia Phạm Tuân sinh năm 1947. Năm 1977, ông được cử đi học tại Học viện Không quân Gagarin Liên Xô, năm sau chuyển loại sang bay vũ trụ. Năm 1979, Phạm Tuân được cử vào đội bay quốc tế thứ 6 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37. Trong toàn bộ thời gian trên quỹ đạo, ông đã tiến hành các thí nghiệm về hòa tan các mẫu khoáng chất trong tình trạng không trọng lực. Ông cũng tiến hành các thí nghiệm cây trồng trên bè hoa dâu và chụp ảnh Việt Nam từ quỹ đạo trái đất. Phạm Tuân ở trong không gian 7 ngày 20 giờ 42 phút, thực hiện tổng cộng 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất. Nam và châu Á bay lên vũ trụ, ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Trân trọng giới thiệu phi hành gia, trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và phi hành gia người Nhật Bản Soichi Noguchi. Ohayo gozaimasu. Xin chào. Xin chào. Vâng, và thưa hai phi hành gia, đây có phải là lần đầu tiên hai phi hành gia được gặp nhau trong một chương trình giao lưu như thế này không ạ? Lần đầu tiên. Chúng tôi tuy không gặp mặt nhưng mà phi công vũ trụ trên thế giới không nhiều lắm. Và mỗi một chuyến bay vũ trụ thì được thông báo rất rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nên là tuy không gặp trực tiếp nhưng mà chúng tôi vẫn thấy được nhau, biết, hiểu nhau. Và nói chung trong ngành với nhau thì cũng có thể có cái gì đó suy nghĩ và biết trước được những con người đã từng bay vào vũ trụ như thế nào. Vâng, còn ông Noguchi thì sao ạ? Tôi rất hào hứng và hồi hộp. Tôi hết sức kính trọng phi hành gia Phạm Tuân với tư cách là phi hành gia châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Tôi cũng rất mong muốn qua buổi giao lưu này có thêm những bạn trẻ tiếp nối bước đường của phi hành gia Phạm Tuân. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình thu thập tài liệu để thực hiện chương trình này thì chúng tôi đã thực sự bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh sau đây. Vâng, và ông Noguchi, ông có nhận ra bức ảnh quen thuộc này không ạ? Đây là bức ảnh tôi chụp Việt Nam, có phải không ạ? Xin được giới thiệu với quý khán giả, bức ảnh này chính là do phi hành gia Noguchi đã chụp từ trên trạm nghiên cứu không gian ISS. Tấm hình ông chụp thành phố Hồ Chí Minh từ vũ trụ đã thực sự gây bất ngờ, đã có những chia sẻ đầy cảm xúc của các bạn trẻ trên các diễn đàn như sau. Thành phố trông thật yên tĩnh và thanh bình. Bức ảnh này tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với những tấm hình mà chụp từ Google Earth. Và nhóm biên tập chương trình thì vô cùng xúc động và cũng bất ngờ với một lời bình rất là đơn giản: ôi, tôi nhớ phở. Phải chăng ông Noguchi đã thưởng thức món ăn truyền thống này của chúng tôi? Phở là món ăn Việt Nam mà tôi rất ưa thích. Trên vũ trụ chúng tôi cũng ăn món gì hơi giống với phở. Như vậy có thể thấy là đây không phải là lần đầu tiên mà phi hành gia Noguchi đã có cơ hội thăm Việt Nam. Lần này là lần sang Việt Nam. Lần trước tôi sang thì chủ yếu giao lưu với các bạn sinh viên. Lần này tôi thấy có rất đông các bạn trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Thật là thú vị. Vẫn có thể chia sẻ là lý do nào khiến một người có thể nói là rất là bận rộn như ông đã dành thời gian cho các bạn trẻ ở Việt Nam? Tôi thấy Việt Nam và Nhật Bản là hai đối tác có quan hệ rất tốt. Tôi muốn các bạn trẻ Việt Nam sẽ cùng với Nhật Bản tạo ra một tương lai mới cho cả hai nước. Thưa quý vị và các bạn, được gặp gỡ trực tiếp với hai phi hành gia nổi tiếng châu Á là mong mỏi của rất nhiều những bạn trẻ trên khắp cả nước. Chúng tôi cũng vừa tiến hành một cuộc phỏng vấn nhanh với các bạn trẻ trong trường quay trước khi chương trình này được ghi hình. Và có một câu hỏi được dành riêng cho phi hành gia Phạm Tuân, đó là hơn 30 năm trước, sự kiện ông trở thành phi hành gia vũ trụ nhận được sự quan tâm như thế nào từ những người cùng thế hệ? Tôi bay vào vũ trụ trong cái điều kiện đất nước mình vừa... Cái chuyến bay của tôi cũng là đánh dấu cái quá trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô. Thế cho nên lúc đó thì các phương tiện thông tin đại chúng nó chưa như bây giờ đâu. Nhưng mà tôi thấy là phải nói về cả nước, khi mà tôi bay xong, tôi về Việt Nam trước,
ngày 2/9, thì từ sân bay Nội Bài về đến Hà Nội, sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đâu nhân dân, cả thanh niên rồi thì lớp trẻ và cả những người đã từng tham gia chiến đấu nữa đón tôi rất là nồng nhiệt. Tất cả các bạn trẻ đam mê về khoa học đang có mặt trong trường quay này, nhưng mà các bạn rất là thắc mắc làm thế nào để trở thành một phi hành gia vũ trụ. Một phi hành gia vũ trụ phải hội tụ đủ những tiêu chí nào thì chính là câu hỏi lớn nhất mong muốn gửi tới hai phi hành gia. Để trở thành một phi hành gia vũ trụ thì phải trải qua rất nhiều vòng thi. Trước hết các bạn phải nói được tiếng Anh và tiếng Nga. Tiếp theo thể lực cũng phải tốt, vì cuộc sống ở trong vũ trụ rất khắc nghiệt, cần có một thể lực tốt để đáp ứng điều kiện này. Các bạn cũng phải có tinh thần làm việc nhóm thật tốt. Mỗi nhóm thường có từ 3 đến 5 người, đòi hỏi tinh thần đồng đội và biết phối hợp trong nhóm. Cuộc tuyển chọn mà phi hành gia Soichi Noguchi đã tham gia thì hết sức là gay gắt, bởi vì phải cạnh tranh với 572 đối thủ ưu tú khác trong cái kỳ thi tuyển phi hành gia của NASA. Và động lực nào khiến ông nghĩ rằng là mình cần phải là người được chọn? Như các bạn biết đấy, số người trở thành phi hành gia là rất ít, nhưng họ đều là những người có động cơ rất mạnh mẽ và một khát vọng lớn muốn bay vào vũ trụ. Chỉ khi có được ước mơ cháy bỏng thì chúng ta mới có thể bay được vào vũ trụ. Bởi vì ngay từ những vòng thi, thử thách thì đã rất là khó khăn. Thường chúng ta hay thấy ở Nga có một cái ghế xoay rất là nhanh. Trong lúc quay, chúng ta phải ngửa đầu lên, rồi cúi đầu xuống. Có nhiều người sẽ bị say và cảm thấy khó chịu trong tình trạng ghế xoay nhanh như thế. Và trong cái quá trình mà thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng đã tìm được một cái bức ảnh. Và vâng, xin hỏi phi hành gia Phạm Tuân là ông có thể nhận ra những người trong tấm ảnh này không ạ? Đây là các đồng chí ở Trung tâm Vũ trụ Liên Xô và đồng chí trưởng phòng y học hàng không của Không quân Nhân dân Việt Nam cùng với anh Bùi Thanh Liêm là phi công dự bị của tôi, nhưng mà anh đã hy sinh năm 1981. Lúc bây giờ thì Việt Nam tuyển tất cả các phi công của Việt Nam để tham gia vào chương trình Intercosmos. Nhưng mà Việt Nam chỉ tuyển được có 3 đấy, thiếu một người. Thì tôi đang ở Liên Xô thì người ta đưa vào tuyển. Nhưng mà đến lúc mà ngồi trên ghế quay như ông Sochi này vừa với tả đấy, là quay 10 phút liên tục và cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên như thế này và làm các động tác nữa thì không ai qua được cả. Thì có lẽ là nó vượt qua cái giai đoạn kiểm tra sức khỏe. Mà kiểm tra sức khỏe đây không phải chỉ sức khỏe thần kinh tâm lý không đâu. Và trong cái sức khỏe đó nó có thêm cả những phần hiểu biết và cái phần phản xạ của phi công nữa. Nên đó là những cảm xúc của phi hành gia Phạm Tuân. Vậy thì còn phi hành gia Soichi Noguchi thì khi mà cái cảm xúc là mình trải qua và hoàn thành được cái quá trình tuyển chọn và được chọn thì cảm xúc của ông lúc đó như thế nào? Khi tôi được tuyển chọn làm phi hành gia vũ trụ, tôi thấy ước mơ từ nhỏ của mình đã thành hiện thực. Ước mơ đầu tiên của tôi là được lên vũ trụ, ngắm nhìn trái đất xinh đẹp của chúng ta. Tiếp theo là nhìn thấy những trạm vũ trụ do chúng ta chế tạo được phóng lên không gian. Đó là hai ước mơ lớn nhất của tôi. Cảm ơn hai phi hành gia với những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Vâng, có thể thấy là trước khi vượt qua khoảng cách để đến với được bầu trời, thì mỗi phi hành gia phải vượt qua những thử thách cam đã thực hiện một cuộc biểu diễn trực tiếp cho các khán giả là phi hành gia trong không gian. Ca khúc Good Day Sunshine của Beatles đã được sử dụng như một tín hiệu báo rằng thời tiết đủ tốt cho một cuộc trở về trái đất an toàn. Sunny day, good day, sunshine, good day, sunshine, good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, but my feet are they tucked around. Sunshine, good sunshine.
any tree. I love her, but she loving me, she feel good. She knows she looking fine. I'm so proud to know she's mine. Good day, sunshine. Quý vị và các bạn, sự phát triển của khoa vũ trụ trong những thập kỷ gần đây đã chứng minh rằng trước khi con người đặt chân đến những hành tinh khác ngoài vũ trụ bao la thì ý tưởng và ước mơ là điều đã có từ rất lâu. Năm 1609, Galileo hướng ống kính viễn vọng đầu tiên nhìn lên bầu trời, mở ra cuộc hành trình tìm kiếm vũ trụ của con người. Từ quan sát của mình, Galileo đã chứng minh được rằng thực ra trái đất quay xung quanh mặt trời. Sự hoài nghi của loài người đã khiến ông vì phát hiện đó mà phải chịu cảnh quản thúc tại gia suốt đời. Năm 1687, Isaac Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Đây chính là định luật tổng quát cho toàn bộ vũ trụ, quyết định sự vận động phức tạp và đa dạng của vô số vệ tinh, hành tinh, thiên thể. Năm 1915, khi Albert Einstein hiến tặng nhân loại một phương trình được coi là vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử khoa học của loài người, phương trình Einstein còn gọi là lý thuyết tương đối tổng quát, nền tảng của vũ trụ học. Bước tiến của khoa học vũ trụ đã biến những điều tưởng như phi lý trước đây trở thành hiện thực. Từ thói quen là nhìn lên bầu trời, con người đã hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng là bay vào không gian. Nhà lý thuyết đầu tiên của những chuyến bay vũ trụ là Konstantin Tsiolkovsky, người đã viết ra phương trình cơ bản cho tên lửa, và thành tựu chinh phục vũ trụ cũng bắt đầu trên chính mảnh đất quê hương ông. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1 được Liên Xô phóng thành công. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, cư dân đầu tiên của trái đất Yuri Gagarin bay vào vũ trụ. Ngày 20 tháng 6 năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã đặt bước chân lên mặt trăng. Với nửa tỷ người theo dõi trực tiếp trên truyền hình, đây được xem là sự kiện truyền thông vĩ đại nhất trong lịch sử. Vượt qua vô vàn căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới đang hợp tác chinh phục vũ trụ trong khuôn khổ toàn cầu với hai nước dẫn đầu là Nga và Mỹ. Lịch sử chinh phục vũ trụ đã, đang và sẽ chứng minh rằng loài người luôn luôn ước mong một phần của vũ trụ thuộc về ngôi nhà mình. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy sự phát triển của khoa vũ trụ đã và đang biến những điều lãng mạn nhất trở thành hiện thực. Ngày hôm nay, khán giả trẻ Việt Nam có cơ hội được gặp gỡ với phi hành gia Soichi Noguchi, người Nhật Bản đã đạt kỷ lục về thời gian dài nhất làm việc trong vũ trụ. Chắc chắn là tất cả những khán giả ở đây thì đều rất là tò mò về cái thời gian là 177 ngày, 3 giờ 5 phút bay trong không gian, thì cái công việc cụ thể của ông là gì ạ? Tôi đã ở trong trạm vũ trụ nửa năm. Một trong những công việc của tôi là làm những thí nghiệm khoa học do giáo sư các trường đại học đề xuất. Sau đó chúng tôi mang lên vũ trụ thực nghiệm những thí nghiệm đó. Nhiệm vụ thứ hai của chúng tôi là sẽ ra ngoài tàu vũ trụ, nối cáp và phụ tùng linh kiện tàu vũ trụ, lắp ráp chúng lại thành tàu vũ trụ. Nói chung là ra khỏi tàu vũ trụ và làm việc ở bên ngoài không gian. Phi hành gia Phạm Tuân ạ, khi ở trong không gian là 7 ngày 20 giờ và 42 phút thì phần lớn cái quãng thời gian ông sử dụng vào những công việc như thế nào? Nghĩa là khi con người bay vào vũ trụ rồi thì nó cân bằng về lực nên con người và tất cả các thứ nó trôi nổi như thế này. Thế nên là lợi dụng cái tình trạng không trọng lượng đó để người ta nghiên cứu phân tích về kim loại và chủ yếu là thực hiện những cái nghiên cứu từ trái đất. Người ta làm các thí nghiệm từ trái đất lên đó thì chúng tôi thực hiện các nghiên cứu ghi chép lại.
đem về trái đất, trái đất. Còn anh có trách nhiệm thêm là ra ngoài để nối ghép con tàu, để sửa chữa con tàu, đấy cũng là nghề của phi công. Phi hành gia Soichi Noguchi, công việc hiện tại của ông bây giờ thì như thế nào? Hiện nay tôi đang là trưởng nhóm các phi hành gia vũ trụ của Nhật Bản. Một phần công việc hiện tại là tiến hành đào tạo các phi hành gia vũ trụ trẻ thế hệ tiếp theo. Đồng thời thì tôi cũng đang chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ lần thứ ba. Công việc đó thì có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? Việc tập huấn cho các phi hành gia trẻ, họ đều là những phi công chiến đấu, giúp họ làm sao ứng phó được với mọi sự cố có thể xảy ra bất ngờ trong vũ trụ. Muốn vậy phải có một phản xạ rất là nhanh, kịp thời. Khi huấn luyện trên mặt đất, các phi hành gia sẽ phải điều khiển mọi thứ trong con tàu chậm nhưng mà chính xác như robot. Rất là quan trọng, bằng những cái kinh nghiệm của mình sẽ truyền dạy lại những cái thế hệ sau. Thưa quý vị, khi nhận nhiệm vụ thực hiện chương trình này, thực sự là tôi cảm thấy rất là hứng thú. Nếu một ngày nào đó được bay vào không gian thì hành trang mình mang theo sẽ là những gì? Và theo dòng suy nghĩ này thì tôi đã thử tìm hiểu xem là khi bay vào vũ trụ thì phi hành gia Phạm Tuân đã mang theo những gì. Đây có nhiều loại cờ. Cái kho này là kho đồ dệt mà. Kho đồ dệt này. Quần áo, đồ cờ. Còn đây chính là nắm đất đã được nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân mang theo trên con tàu Liên Hợp 37. Và còn một hiện vật nữa cũng rất là thú vị, các bạn hãy cùng Tổ An đi khám phá. Đây chính là cái quốc huy mà chú Phạm Tuân đã mang vào không gian. Theo thông số đây thì là có khối lượng là 3 chỉ. Có một số hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng. Vậy thì ngoài những hiện vật như là lá cờ, nắm đất và cái quốc huy thì ông đã mang lên vũ trụ những gì và tại sao lại mang những cái thứ đó? Biết anh Soichi này đi bay sau này thì có được mang cái gì nhiều không? Nhưng mà trước đây khi con tàu nó còn bé mà, thì tất cả cái gì mang theo đều được kiểm duyệt hết. Và đặc biệt là không cho mang cái thứ gì riêng của mình cả. Thì tôi mang theo những cái thứ như vừa rồi các anh thấy, cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ huy hiệu, rồi thì nắm đất Ba Đình, rồi tuyên ngôn độc lập và di chúc của Bác. Thế còn chúng tôi mang đi theo lúc bây giờ chỉ có là thư từ, nghĩa là những phong thư, rồi thì ảnh của gia đình, của vợ con. Thưa phi hành gia Noguchi, khi mà nhìn những cái như này thì ông có cảm giác gì ạ? Ồ, đây là món mì ăn liền. Tôi đã mang món mì truyền thống ramen vào vũ trụ. Chỉ có điều là nó được đựng trong túi bóng và hút chân không. Thực đơn trên vũ trụ ngày càng phong phú. Tôi còn làm cả sushi nữa. Đây chính là bèo hoa dâu. Thì có nhắc lại một kỷ niệm nào đó với phi hành gia Phạm Tuân không ạ? Trong các chuyến bay của chúng tôi, không biết anh Soichi này có mang theo không, nhưng mà chúng tôi mang theo rất nhiều giống cây đậu, các giống đậu và nhiều giống cây khác nữa. Trong đó là có ở Việt Nam nói có cái bèo hoa dâu của Việt Nam, nó sinh sản rất nhanh và nó sống ở trong cái điều kiện là rất là thuận lợi khi mà có ánh nắng. Thế cho nên mang đi, và chủ yếu người ta mang đi để xem là có cái gì sống được trong vũ trụ, để rồi trong căn phòng rất nhỏ của phi hành gia này thì có những cây xanh nữa, giống như chúng ta ngồi trong nhà mà trang trí thêm những cây hoa ở xung quanh, thì nó làm cho cái tinh thần, hoạt động của con người trong nó giống như ở dưới không gian. Và còn xa nữa là sau này bay đi 2-3 năm, bay đi rồi bay về, thế có cái gì đi theo để sinh sản, để làm thức ăn được hay không, để cải tạo không khí trong đó được. Mục đích của nó là như vậy. Trong cái điều kiện môi trường không trọng lực, vậy thì mình cố định các cái cây đấy kiểu gì? Ví dụ với bèo là mình phải cho nó bám vào một cái giấy mà thấm nước. Còn các cái cây khác thì... Tất cả các cây thì gieo hạt nó vào trong một cái ống nghiệm. Ống nghiệm, và trong đó giống như một số cái chất ẩm như là bông thấm nước, và để cái hạt đậu đó lên đó. Và mỗi ngày thì phi công vũ trụ có trách nhiệm được ra xem là đo nó nảy mầm như thế nào, nó lên được bao nhiêu, ngày hôm nay lên được bao nhiêu, ngày mai lên được bao nhiêu, màu của nó như thế nào, nghĩa là ghi vào nhật ký để người ta theo
xem nó có sống, nó có lên được hay không. Vâng, có thể thấy là khi mà phi hành gia Phạm Tuân chia sẻ những cái kỷ niệm ở trên tàu không gian thì các bạn trẻ rất là hứng khởi. Và tôi thấy có một khán giả đang muốn đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chúng tôi. Dạ, hai bác. Hôm nay cháu muốn hỏi hai bác là mà vừa nãy bác nói là khi ở trong tàu vũ trụ thì có nghiên cứu và phải ghi chép lại. Thì cháu muốn tìm hiểu xem cái công cụ ghi chép ở đây là gì? Là bút chì hay là một cái bút nào đặc biệt ạ? Bút viết trong vũ trụ ấy, thì người ta nghiên cứu một loại bút chì bi. Bởi vì trên đó là không có trọng lực, không có sức hút trái đất nữa nên là mực nó không chảy. Nên là nghiên cứu một cái bút chì bi thì ở đầu cái bút bi nó có một cái túi khí nhỏ nhỏ. Nó tạo áp suất để là áp suất luôn luôn đẩy để phi công có thể viết được. Đấy. Nhưng mà sau này rồi thì tiện lợi nhất vẫn là bút chì. Bây giờ thì có máy tính bảng rồi, chúng tôi sẽ viết và lưu dữ liệu luôn trên đó. Dạ thưa cháu chào bác ạ, cho phép cháu xin được hỏi là cái điều đầu tiên mà hai bác đã được nhìn thấy khi đi vào vũ trụ là gì? Lúc còn ở trong tàu thì chúng tôi chỉ nhìn thấy một phần của trái đất thôi. Còn khi chui vào hộp chuyên dụng bay ra ngoài vũ trụ thì tôi nhìn thấy toàn bộ trái đất ngay trước mắt mình. Không có cái gì cản trở tầm nhìn hết. Lúc đó tôi thấy trái đất của chúng ta giống như một cơ thể sống. Và tôi cảm thấy thực sự xúc động khi ngắm nhìn trái đất một cách toàn vẹn như vậy. Nhưng mà khi con người mà bay vào trong vũ trụ mênh mông như thế thì thấy con người mình nó nhỏ bé lắm. Nhưng mà cái chỗ dựa lớn nhất của mình là trái đất. Cái đầu tiên của phi công bay lên chưa nghĩ đến Việt Nam, chưa nghĩ đến gia đình, chưa đến quê hương, mà đầu tiên là trái đất. Có một câu hỏi thứ hai là có một cái kỷ niệm nào đấy vui trong cái chuyến du hành mà các bác có thể chia sẻ cho khán giả không ạ? Tôi đã ở trên tàu vũ trụ nửa năm, có rất nhiều kỷ niệm vui giữa các phi hành gia. Và trong khoảng thời gian đó thì có ngày sinh nhật của tôi. Các bạn trên tàu đã làm mũ sinh nhật, cả bánh gato nữa để mừng sinh nhật tôi. Đó là kỷ niệm rất vui, rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Bữa ăn cũng là một cái niềm vui của phi công vũ trụ sau một ngày làm việc căng thẳng, sau những thời gian làm việc căng thẳng. Thế thì ở trên đó thì cũng có bàn, nhưng mà mỗi người đều phải buộc mình vào. Thức ăn đều phải buộc xuống bàn, nó có cái dán dính, băng dính, dán xuống tất cả thứ chứ nếu không bay lung tung hết. Thế thì đến lúc ăn rồi thì vui là nói chuyện với nhau. Thế rồi thả bánh mì ra, thả thức ăn ra xong rồi bơi như cá đến hớp. Có thể nói là trở thành phi hành gia là một vinh dự và sứ mệnh cao cả. Được bay vào vũ trụ rộng lớn là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng mơ ước. Có thể mỗi người trong chúng ta khi xem chương trình này thì sẽ nhớ lại cái cảm giác mỗi lần đi máy bay. Đó là khi máy bay cất cánh thì chúng ta được hòa mình vào mây trời và được nhìn xuống phía dưới thủ đô thân yêu của mình, thành phố nơi mình sinh sống nhỏ dần. Có thể nói là cảm xúc đó vô cùng tuyệt vời. Và chắc chắn là cảm xúc của hai phi hành gia khi mà nhìn thấy trái đất cũng như đất nước mình từ vũ trụ thì sẽ còn tuyệt vời hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ cùng hỏi cảm xúc của họ. Ngọn núi cao nhất Nhật Bản là núi Phú Sĩ. Khi tôi nhìn thấy núi và nghĩ rằng đây chính là nơi mình sinh ra. Ở đó có cha mẹ mình. Vâng, khi được nhìn thấy quê hương của mình từ vũ trụ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù trái đất, nhưng chúng tôi nhìn thấy rất rõ của núi Phú Sĩ và có cảm giác đứng ngay phía trên Nhật Bản, quê hương mình. 90 phút là bay vòng quanh thế giới. Và chuyến bay vũ trụ nó không hạn chế giới hạn ranh giới đất nước. Nó được phép bay qua tất cả các nước, không có nước nào được cấm bay qua cả, quy luật đó thế mà. Thế cho nên cái đầu tiên là nghĩ đến cái trái đất của chúng ta, cái nơi mà đã nuôi dưỡng con người chúng ta và từ đó bay lên. Tôi nhớ là khi con tàu còn cách chúng ta, nó bay đến ngang qua phía Ấn Độ, bay về hướng Việt Nam, thì các phi công Nga, ba đồng chí nói là dành cái cửa sổ nào nhìn xuống đất tốt nhất cho Phạm Tuân. Mình nhìn thấy cửa sổ đó tốt nhất thì các ông chỉ mình vào đấy. Và chăm chăm là cầm ống kính và xem trên bản đồ từng giây một để nó bay lúc nào bay qua Việt Nam. Thì đến lúc mà nó bay qua phía Cà Mau, vòng đầu, xong vòng thứ hai nó bay qua vòng sân bay, vòng sau bay qua Hà Nội. Thì tôi nhìn xuống dưới thấy sông Hồng và thấy Vịnh Hạ Long. Và lúc bây giờ nghĩ rằng là mình vô cùng vinh dự, vinh quang là được là người đại diện đầu tiên sánh vai cùng với phi công Liên Xô để bay vào vũ trụ và từ tầm cao vũ trụ được nhìn về đất nước Việt Nam. Thì đấy tức hồi.
hết sức cảm động của tôi trong chuyến bay đó. Quả là một cảm xúc đặc biệt và không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Và chúng ta có thể xem trên phim ảnh, nhưng mà ít người có thể nhìn ngắm trái đất từ một không gian vô cùng vô tận phía bên ngoài. Và chính trong những phút giây đó thì hẳn là các phi hành gia luôn cảm thấy tự hào vì con người tuy nhỏ bé, nhưng những gì mà con người làm được và chinh phục được một phần thiên nhiên và thỏa nỗi khát khao là nhìn thấy ngôi nhà chung của nhân loại đang vận động từng giây, từng phút một trong vũ trụ. Cảm ơn ca sĩ Mai Khôi với ca khúc Home, một ca khúc trữ tình nói về niềm mong mỏi được trở về với mái nhà của mình, trong đó có những người thân yêu. Nỗi nhớ nhà chỉ là những khoảnh khắc khó khăn ngắn ngủi trong chuỗi những thử thách khó khăn mà các phi hành gia phải đối diện. Và phóng sự ngay sau đây của chúng tôi sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn có thể hình dung rõ nét hơn về cuộc sống đặc biệt của những phi hành gia. Trong thời gian biểu hàng ngày của bạn, những việc như nấu ăn, uống nước hay thậm chí đánh răng là những thứ vô cùng đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn có mặt ngoài không gian, trong những tàu vũ trụ hoặc các trạm không gian, thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khác biệt. Trong trạng thái không trọng lượng, việc di chuyển cũng như các sinh hoạt khác hoàn toàn bị xáo trộn. Những giọt nước thay vì rơi xuống đất như thường thấy, chúng bay lơ lửng giữa không trung. Và vì thế, để rửa tay, các nhà du hành vũ trụ phải sử dụng một quả bóng nước gồm hỗn hợp nước nóng, lạnh và xà phòng trước khi lau sạch bằng khăn khô. Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện tử, bạn không thể ăn món bánh mì hay một số loại thức ăn khác, mà chủ yếu sử dụng bánh ngô để tránh các loại mảnh vụn. Và thậm chí, cách tốt nhất để đánh răng là nuốt luôn bọt kèm đánh răng. Khi đi ngủ, bạn sẽ ngủ trong các khoang riêng biệt, sử dụng các dây đai để cố định vị trí ngủ. Và nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy sử dụng các túi nôn đặc biệt để tránh những sự cố ngoài ý muốn. Bởi chỉ một lực nhỏ cũng khiến những thứ xung quanh bạn bay khắp nơi và rất khó kiểm soát. Tất nhiên, để có thể trở thành một phi hành gia và được trải nghiệm cuộc sống như vậy, bạn sẽ phải rèn luyện rất nhiều về sức khỏe, khả năng chịu đựng trong những điều kiện khắc nghiệt. Khi có sự thay đổi về trọng lực, áp suất và mật độ không khí, bạn sẽ phải tập luyện để làm quen với môi trường không trọng lực, học cách di chuyển và kiểm soát tốc độ trong những bộ quần áo vô cùng đặc biệt. Quan trọng hơn cả, để có thể có mặt ngoài không gian thực sự an toàn và hiệu quả, mỗi phi hành gia còn phải là những nhà khoa học, am hiểu về kỹ thuật điện tử và khoa học tự nhiên để có thể nhạy bén xử lý mọi tình huống cần thiết, đảm bảo cho sự an toàn tính mạng của chính bản thân cũng như các cộng sự.
Em muốn đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chúng tôi. Cháu hỏi bác Choi Chi một câu là thường thì người ta khi đạt thành công trong cuộc sống thì sẽ phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Vậy thì khi bác trở thành một người phi hành gia nổi tiếng như vậy thì bác sẽ đã phải hy sinh hay đánh đổi gì ạ? Tôi nghĩ đó không hẳn là sự đánh đổi. Vốn dĩ tôi học ngành kỹ sư hàng không, trong vũ trụ tôi cũng làm công việc này. Tôi chỉ thay đổi cuộc sống của tôi. Thay vì sống ở Nhật Bản thì tôi sang Mỹ, sang Nga và ra ngoài không gian. Nghĩa là thời gian xa gia đình nhiều hơn. Đấy có lẽ là sự đánh đổi. Chỉ như vậy thôi, chứ còn những hy sinh lớn hơn thì tôi nghĩ là không có. Theo như cháu tìm hiểu thì chiếc chuyến bay đầu tiên của chú Soichi vào vũ trụ thì đã xảy ra một tai nạn đối với tàu Columbia và toàn bộ phi hành đoàn đã hy sinh. Vậy thì trong chuyến bay của chú thì chú có cảm thấy lo lắng hay có suy nghĩ gì về những tai nạn xảy ra trong vũ trụ? Vâng, 2 tháng ngay trước khi tôi lên vũ trụ đã có một tai nạn. Đó là sự cố con tàu Columbia nổ trong không trung. Trong 7 phi hành gia gặp nạn thì có 4 người bạn học cùng lớp với tôi đã hy sinh trong sự cố đó. Tôi đã bị sốc khi biết tin này. Tôi rất thương cho vợ con của họ đã bị bỏ lại. Tôi nghĩ sự cố đó rất buồn, không chỉ cho những người hy sinh trong vũ trụ mà cả những người thân trong gia đình họ. Và tôi thì lúc đó đã có 3 đứa con. Khi nghĩ đến những sự cố như vậy, tôi cảm thấy rất buồn và đau đớn. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng ngay cả khi tình huống đó xảy ra với tôi thì những đứa con của tôi cũng thấy bố chúng vẫn dũng cảm bay lên vũ trụ làm việc. Chúng sẽ rất hãnh diện. Đấy chính là động lực khiến tôi quyết tâm bay vào không gian. Trong hội trường này, nếu bạn nào muốn trở thành phi hành gia vũ trụ và tự tin về thể lực, có thể lên đây cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ giới thiệu bài tập chúng tôi đã từng trải qua. Đây là bài tập chúng tôi thường hay làm. Đầu tiên là nhắm mắt lại, co chân lên. Ai mà có thể đứng im như thế này lâu nhất sẽ làm bài tập tiếp theo. Vâng, bây giờ bắt đầu. Bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại và giang tay ra và co một chân lên. Đây coi như là con người chúng ta khi mà nhắm mắt lại và đứng như vị trí này thì để xem thần kinh nó có vững hay không. Có những anh đứng được, có những anh như đây này thì tôi nghĩ là hơi khó. Đó. Khi nhắm mắt vào và chỉ đứng bằng một chân giữ thăng bằng. Thăng bằng. Kiểm tra cái sự ra cái thần kinh của mình. Kiểm tra thần kinh xem có vững không. Bạn nữ ngoài cùng tôi thấy đứng lâu nhất. Bạn hãy xuống đây thử nghiệm. Tôi sẽ nhờ phi hành gia Phạm Tuân cây dựng. Trong lúc quay, bạn hãy cúi đầu xuống và ngẩng đầu lên. 3 giây. 3 giây cúi đầu xuống, 3 giây ngẩng lên. Khi ghế dừng lại, hãy đi thẳng đến chỗ tôi. Đứng đi thẳng. Đi thẳng. Mời bạn đứng lên và đi thẳng. Thế được rồi. Có lẽ là bạn có cần ngồi nghỉ không? Tôi muốn mời thêm bạn nam có thể hình to lớn nhất. Cảm ơn bạn. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Các bạn nhớ là phải cúi cứ 3 giây lại cúi một lần. Khi mà thẳng đầu lên thì coi như là anh quay thì không có cánh tay đòn, đúng không? Thì máu nó lên xuống thẳng. Bắt đầu anh cúi hướng thì nó tạo thành cánh tay đòn. Cánh tay đòn thì máu nó văng lên não nhiều hơn. Nghĩa là cúi xuống nó văng lên nhiều hơn, thẳng ra thì nó lại hết cánh tay đòn. Xuống nghĩa là máu nó lên xuống lên não không đều, không đều. Cộng với cái quay nữa thì nó tạo nên hệ rối loạn hệ thống tiền đình này. Đấy là cái đây chính là cái bài tập kiểm tra tiền đình. Trong anh này rất khỏe mạnh nên nhờ phi hành gia Phạm Tuân hãy quay nhanh lên. Quay nhanh hơn.
cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên. Rồi, đứng dậy, 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 đứng dậy. Đi thẳng. Bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Lúc đầu nó hơi lắc lắc một tí nhưng sau nó lắc. Tôi đấy là vòng đầu tiên khi mà phi hành gia Noguchi bảo đi thẳng đến ông. Thì bạn lại đi khá là chéo. Nhưng đến khi lượt về mà đi thẳng đến ghế thì bạn đi rất là thẳng đấy chứ. Nó mới ổn định rồi. Lúc mà quay xuống quay thì nó lắc lắc hai bên xong rồi đi nó không khúc. Dù cố đi thẳng nhưng mà nó vẫn bị lệch ra ngoài. Dù cố đi thẳng nhưng vẫn bị lệch ra ngoài đúng không? Nên là não có điều khiển chân nữa. Cái hệ thống tiền đình này tập luyện nó tốt lên. Nhưng mà không tập luyện thì nó lại trở về vị trí cũ. Chứ nó không phải nó tốt lên xong nó giữ ở đấy là anh giữ mãi được. Nghĩa là qua quá trình tập luyện thường xuyên thì nó không sao. Đây là mấy cô chưa đầy phút thôi mà quay 10 phút mà. Bạn thấy cái khó khăn này sẽ nhân 10 phút lên. Where I'm going, and also where I'm going to. So sing your song, I'm listening.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Is Somebody Singing, ca khúc đầu tiên được thu âm trong không gian vũ trụ tại trạm vũ trụ ISS bởi phi hành gia người Canada Chris Hadfield. Và tại trường quay ngày hôm nay thì ca khúc này đã được nối dài trong không gian với giọng ca của các em nhỏ ở thủ đô Hà Nội, trung tâm Son Art. Bài hát là sản phẩm chung của những người cách nhau gần 400 km theo phương thẳng đứng. Có thể hiểu đơn giản, đó là tương đương với 45 lần độ cao của núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì tôi có một cuộc hẹn tại một địa điểm nghe đến tên thôi đã rất là thú vị. Đó chính là phòng nghiên cứu không gian S-Space. Và nơi đây thì đã chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo F1. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Chào các bạn. Chào mừng bạn đến với phòng nghiên cứu S-Space. Đây là phòng nghiên cứu về không gian nhỏ nhất trên thế giới. Thì ở đây là quy tụ các cái bạn trẻ, các cái kỹ sư trẻ cũng như các cái sinh viên mà có đam mê về lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ. Đây thì xin giới thiệu bạn, đây là một cái mô hình tỷ lệ 1:1 với cả cái vệ tinh F1 đang bay trên quỹ đạo. Thì vệ tinh F1 đây, bạn có thể cầm thử. F1 có kích thước là loại vệ tinh Pico, là siêu nhỏ, có kích thước là 10x10x10cm và nặng chỉ có 1kg. F1 thì được gắn các cái tấm pin mặt trời xung quanh thân vệ tinh. Thì chúng ta thấy đây chính là các tấm pin mặt trời. Và để cung cấp nguồn năng lượng cho vệ tinh hoạt động, biến ánh sáng mặt trời thành điện năng. F1 được trang bị các cái anten để có thể liên lạc với phát tín hiệu, phát sóng radio về. Ngoài ra trên F1 còn được gắn một camera, chúng ta thấy đây. Camera thì dùng để chụp ảnh và gắn các cái cảm biến nhiệt độ ở xung quanh các mặt của vệ tinh để đo về cái sự khác biệt về nhiệt độ trong môi trường không gian. Thì xin giới thiệu với bạn, đây là cái hành trình của F1 bay vào vũ trụ. Thì đây là những hình ảnh cuối cùng của F1 khi mà được lắp ráp tại phòng nghiên cứu S-Space. Sau đó là trên F1 gắn thêm các cái đồ vật kỷ niệm, lá cờ Việt Nam không nhỏ và cái quý huy hiệu. Sau đó F1 đã cùng các vệ tinh nhỏ khác thì chuyển sang trung tâm vũ trụ Tsukuba ở Nhật Bản để tập hợp lần cuối trước khi được lắp lên cái tàu vận tải HTV3 để chở và được phóng lên trên tên lửa H2B để lắp ráp với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sau khi ở trên trạm vũ trụ quốc tế thì đã được phi hành gia Aki Hoshide đã lắp ráp các cái vệ tinh nhỏ này vào hai cái ống phóng ở trong module Kibo. Đấy. Sau đó thì Aki Hoshide thì đã điều khiển cái cánh tay robot người vũ trụ quốc tế để nó tóm nắm lấy cái cung cầu điều khiển và tiến hành thả các vệ tinh ra bên ngoài quỹ đạo. Mình thấy tấm ảnh này là đã đầy đủ cái nhóm chế tạo ra F1 chưa? Nên nhóm này, cái tấm ảnh này cũng chưa phải là đầy đủ nhất, nhưng mà là các thành viên chính chủ yếu của nhóm thì gồm các cái kỹ sư còn rất trẻ và cả thậm chí cả những bạn sinh viên thế hệ 9X cũng tham gia vào dự án này. Xin giới thiệu với bạn, đây là thành viên trẻ nhất trong nhóm. Trẻ nhất là sinh năm bao nhiêu anh? Em sinh năm 93. 93? Vâng. Bạn học ở trường nào? Hiện tại thì em đang học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Thì hiện tại ngành em đang học là ngành về khoa học vũ trụ và công nghệ ứng dụng. Khóa em học là khóa đầu tiên của trường. Từ thời nhỏ thì ngay từ khi đọc những cuốn sách đầu tiên thì mình nhận thấy là trái đất chỉ là một phần nhỏ vũ trụ thôi. Phần vũ trụ thì thực ra rất là rộng lớn, rất là bao la. Thì cái khao khát trong lòng là muốn được bay lên, bay ra khoảng không vũ trụ và khám phá tất cả những cái đó. Được tham gia vào nhóm S-Space cũng là một cơ hội để mà em tiến gần đến hơn đến cái ước mơ của mình, đến cái niềm đam mê chinh phục vũ trụ. Và muốn bay lên vũ trụ thì rất là khó, nên là F1 như kiểu là một cái con vệ tinh mà để thay thế cái ước mơ của em trong cái khám phá vũ trụ. Và qua những lời chia sẻ của họ thì chẳng các ông cũng phần nào nhận thấy cái niềm đam mê và khát vọng khám phá về vũ trụ của các bạn trẻ Việt Nam. Thì hai ông có những chia sẻ gì đối với các bạn không ạ? Ngày hôm nay khi được gặp các bạn trẻ có mối quan tâm đến vũ trụ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi còn được gặp phi hành gia Phạm Tuân.
Với tôi, ông không chỉ là anh hùng của Việt Nam, mà là cả của vũ trụ nói chung. Trong thời gian tới, tôi hy vọng rằng những thế hệ tiếp sau của Phi Hành Gia Phạm Tuân sẽ sớm xuất hiện ở Việt Nam và sẽ cùng chúng tôi làm việc trên trạm vũ trụ, cống hiến cho nhân loại. Vì thế, tôi mong muốn các bạn trẻ có mục tiêu trở thành phi hành gia vũ trụ hoặc làm việc trong ngành khoa học vũ trụ. Các bạn hãy cố gắng lên để chúng ta có thể làm việc cùng với nhau. Tôi nghĩ rằng là mỗi một bạn trẻ của chúng ta đều có một cái ưa thích theo ý muốn của mình. Có bạn thì muốn trở thành phi công, bạn muốn trở thành hàng hải, đúng, có người thì muốn trở thành những nhà khoa học ở các ngành khác nhau. Mà các bạn đã có cái yêu thích về thiên văn, về vũ trụ, tôi nghĩ đấy là một cái rất tốt, rất tốt. Và trong điều kiện hiện nay, lớp trẻ của chúng ta được học hành rất là đầy đủ, cơ bản, từ tuổi thơ cho đến lúc vào đại học. Và trong cái môi trường sống cũng tốt hơn. Các cháu bây giờ là khỏe hơn chúng tôi ngày xưa nhiều, cao hơn chúng tôi ngày xưa nhiều. Thế cho nên những ước mơ đó tôi nghĩ là hoàn toàn có thể thành hiện thực trong điều kiện cụ thể của chúng ta hiện nay. Tất nhiên như tôi cũng đã nói là các bạn trẻ thì mơ ước rất nhiều, nhưng đánh giá cho đúng mình để rồi thì đặt những ước mơ cho nó trúng. Và khi có ước mơ rồi, quyết tâm thật cao, chắc chắn rằng mình sẽ đạt được những cái ước mơ mà mình đã dự định ra. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là những gợi ý và những chia sẻ đến từ phi hành gia người Nhật Bản Soichi Noguchi, phi hành gia Phạm Tuân, thì đã giúp chúng ta thấy được lòng tin và sự phát triển vào ngành khoa học vũ trụ tại Việt Nam, cũng như là khơi dậy lòng nhiệt huyết và ước mơ chinh phục vũ trụ của tất cả các bạn trẻ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn hai phi hành gia đã tham gia cùng chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hòa mình vào điệu múa Yosakoi, xuất phát từ một điệu múa truyền thống về mùa hè Awa Odori của Nhật Bản. Yosakoi có nghĩa là hãy đến vào ban đêm. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhóm Yokaze. Cảm ơn màn múa Yosakoi rất là sôi động của các bạn trẻ đến từ nhóm Yokaze. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, phải nói vũ trụ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Và đam mê cũng như khát vọng chính là hành trang lớn nhất của mỗi phi hành gia. Thám hiểm vũ trụ là một khát vọng và đầy rủi ro. Tuy nhiên, con người cần vươn xa hơn nữa ra ngoài vũ trụ vì hoạt động này thực sự có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta. Trân trọng cảm ơn phi hành gia Soichi Noguchi và phi hành gia Phạm Tuân cùng tất cả các bạn trẻ đã đến tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của buổi giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng sẽ là tiền đề để nuôi dưỡng những ước mơ và ý tưởng chinh phục vũ trụ của thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả đến với chương trình Từ Mặt Đất Đến Khoảng Trời Trước Mặt.
tin cảm hơn. Các bạn theo dõi bản tin 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 7 và kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Đinh Tế, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và rất nhiều nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu trong cả nước. Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Lần này số lượng tác phẩm, tác giả và đơn vị báo tham gia đông nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên có thêm giải báo điện tử. Hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá chất lượng các tác phẩm dự giải đồng đều, đề tài phong phú, nội dung đa dạng, nhiều bài báo